Các bạn thân mến, đây là gói hàng tôi mới đặt trên trang thương mại điện tử Shopee. Tôi chỉ review sản phẩm, chứ không quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào. Và trong này thì tôi đặt hàng là hai chiếc đèn sạc thế hệ di động. Chút xíu nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn coi thế nào là đèn sạc thế hệ di động. Đây là một loại đèn thế hệ mới các bạn. Sử dụng vừa sạc điện, vừa sử dụng năng lượng mặt trời. Nếu mà chúng ta sử dụng ngoài trời thì chúng ta nạp năng lượng bằng ánh sáng mặt trời. Còn nếu như chúng ta sử dụng trong nhà thì chúng ta sạc điện như là sạc một chiếc điện thoại. Sạc 2 giờ, sử dụng 8 giờ. Bây giờ tôi sẽ mở hộp. Đó. Thế và một gói hàng như thế này này các bạn thấy không? Một gói hàng không lớn không nhỏ như thế này. Thế nhưng mà cái giấy tờ ghi này các bạn. Cái giấy tờ ghi thì địa chỉ có bằng đúng một bằng một ngón tay cái thôi. Vậy đó. Rất là khiêm tốn. Chỉ có là mã vạch này. Đây thì quay cho các bạn coi. Đây. Đó. Chỉ có cái mã vạch này ha. Thế rồi số gói hàng này. Rồi địa chỉ người nhận này, số điện thoại người nhận này, rất tiết kiệm, hiệu quả, không rườm rà, lãng phí. Quả thật tôi rất thích làm ăn với những người thông minh. Nhỏ gọn như thế này nhưng mà đầy đủ, đây các bạn. Đó, mã số rồi số điện thoại này, rồi chỉ cần nhỏ xíu vậy thôi. Thế mà đầy đủ hết nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Đây, đó. Một gói hàng như thế này mà cái tờ địa chỉ chỉ bằng đúng một ngón tay cái, bằng hai đốt ngón tay cái rồi các bạn. Đó, rất là đơn giản, hiệu quả. Đó. Làm việc với những người thông minh và không lãng phí thì lúc nào mình cũng cảm thấy được học hỏi. Thấy các bạn? Bây giờ tôi sẽ xé mở gói hàng này ra coi có đúng theo như tôi đặt hàng không nha các bạn. Và tôi sẽ review rất là kỹ cho các bạn coi. Đây thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hàng này ra. Đây, chúng ta mở cái hàng này ra. Để dẹp cái bàn quay sang một bên ha các bạn. Đây, chúng ta mở cái hàng này ra coi bên trong nó có đúng như là những cái gì mà tôi đặt hàng không nha các bạn. Cái bịch gói hàng này rất là dai, bằng một cái thứ ni lông gì không biết, rất dai. Đây, đây là một chiếc hộp đầu tiên, một cái đèn đầu tiên. Và đây là cái đèn thứ hai. Tôi cũng xin nói cho các bạn hiểu rằng đây tôi chỉ review sản phẩm tôi mua ở trên Shopee. Chứ rất khoát không quảng cáo cho bất kỳ nhà hàng nào, nhãn hàng nào nha các bạn. Đây. Đó, đây là hai cái đèn mà tôi đặt hàng ở trên Shopee mới gửi về cho tôi. Đây, đây người ta đã chỉ rõ ràng ở đây. Đây là hàng dễ vỡ, ha, hai bàn tay nâng niu, ha, dễ vỡ. Và đây là chúng ta muốn bóc cái hàng thì đây, cái nắp trên này này, đây cái mũi tên chỉ, đây. Đó, đây chúng ta mở thế này. Thế vào đây, đây là ký hiệu mà không phải là bạn nào cũng hiểu đâu nha. Đây là ký hiệu là được phép nhập vào Liên minh châu Âu. Đó, đây, hai cái chơi đó, đây, đó. Và đây, ký hiệu này thì các bạn nào cũng biết, đó là có thể tái chế. Đấy, và không được vứt được thùng rác, đây, đó. Và cái đèn này sử dụng đây, ghi rõ ràng đây ban đêm này, sử dụng ngoài trời này. Có thể sử dụng nạp 2 tiếng, sử dụng 8 tiếng. Ban đêm nhà không cần dây nha các bạn, y như một chiếc đèn pin sạc,
nhưng mà nó có thể nạp năng lượng mặt trời được. Đây, đây là đủ các kiểu để các bạn để treo ngoài đường rồi treo trong nhà cũng được, rồi treo đường đi, treo cầu thang, treo nhà tắm. Đó, nhưng cái đặc biệt của cái đèn này chút xíu tôi mới nói cho các bạn nghe ha. Đặc biệt hơn mọi cái đèn khác. Đó, chút xíu tôi sẽ nói. Nó có điều khiển từ xa, có nghĩa là sử dụng remote các bạn. Đó, em đây cái họ đây, đây nó đã chỉ rõ ràng cho chúng ta này, sử dụng năng lượng mặt trời này ha. Đó, có sử dụng được năng lượng mặt trời đó, ghi rõ này. Đấy, thế cái nữa nó ghi cho chúng ta vào là đây này. Đây, ký hiệu. Cái hay của cái loại đèn này, nó dùng ký hiệu để chỉ chúng ta chẳng cần biết tiếng Anh, chúng ta cũng có thể đọc được luôn. Đây, ký hiệu cục pin. Đây, đó. Có nghĩa rằng đây là một loại điện tiết kiệm năng lượng. Đó, có cục pin này. Đó. Cái thứ hai, đây. Nó vẽ chúng ta một cái vòng tròn và xung quanh nó có những tia này ha. Nó chỉ chúng ta biết liền đây là một loại đèn tiết kiệm năng lượng. Mà lại còn là gì nữa? Là lại còn là có độ sáng cao nữa ha. Đó. Tiết kiệm năng lượng là vẽ cục pin. Đó. Có cái loại bóng đèn nào mà có cục pin này thì báo chúng ta biết là tiết kiệm năng lượng. Thiên ngục, cái đèn nào mà có cái tượng hình như thế này là báo cho chúng ta biết là có độ sáng cao. Đó. Nói cái độ sáng cao thì nó cũng chung chung, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái đèn này nó cùng công suất với nó thì nó sẽ sáng hơn mọi đèn khác nếu mà cùng công suất nha các bạn. Đó, nó có cái tượng hình này này thì nó nói là đầy tiếng Anh nhỏ xíu vậy chắc chúng ta không thể đọc được. Đó, chúng ta phải phóng lên chúng ta mới đọc được chữ rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta nhìn vô cái tượng hình thì chúng ta biết liền nó là một cái đèn là có cái độ sáng có độ sáng cao, quang thông cao á các bạn. Và một cái tượng hình thứ ba, đây, có cái vòng tròn mà có cái mũi tên quay đi quay lại. À, đây. Quay đi quay lại này không phải là cái loại là để tái chế chứ các bạn. À, đây có chỉ có một cái vòng tròn và trong là có một cái mũi tên. Và ở giữa mũi tên thì có là vẽ một cái kim giờ và một kim phút. Chứng tỏ rằng là cái loại này ấy, thì được bảo hành dịch vụ dài hạn. Đấy, có nghĩa là quảng cáo cho chúng ta biết rằng là nếu mà xài cái loại đèn này ấy, thì chúng ta cái dịch vụ của chúng ta là nói chung là nó bền bỉ. Nói vậy thôi đó, cho nó dễ hiểu đó. Chứ khi mà người ta bán cho chúng ta được giá tiền không bao nhiêu, chúng ta cũng không phải là đâu mà điện thoại đến cho người ta sửa chữa nha các bạn. Đấy, nó chỉ là báo cho chúng ta biết rằng là cái loại đèn là loại đèn bền hơn mọi loại đèn khác. Đó, thì nó có cái mũi tên ở đây, đó, mũi tên và giữa là có cái đồng hồ, ý rằng thời gian nó kéo dài đó các bạn. Đó, thí dụ như thời gian của cái bóng cũng sử dụng đèn LED này được 5.000 giờ thì cái này là 7.000 giờ, chẳng hạn vậy ha các bạn, chứ không phải tôi chỉ định đúng cái loại này là xài 5.000 giờ, bởi vì nó nhà chế tạo không ghi là bao nhiêu ngàn giờ, ha. Mà tôi chỉ là ví dụ cho các bạn biết, nếu như nó có một cái biểu tượng như thế này ấy, là cái loại đèn là dịch vụ, nó là dịch vụ cao. Đó, tiếp đến các bạn, đây là vẽ một con mắt. Đây, con mắt đây, vào cái vòng tròn. Giống con mắt chứ không phải là con mắt. Đó. Ý định của cái tượng hình này ấy, thì cho chúng ta biết rằng là cái ánh sáng của nó là an toàn đối với con mắt của chúng ta. Đó. Đấy, rất là hay của cái loại đèn này, nó bởi vì nó có viết tiếng Anh. Thế nhưng mà viết tiếng Anh chữ nhỏ dữ lắm đây này các bạn. Đó, tôi phóng to như thế này mà các bạn nhìn cũng không rõ luôn. Đó. Thấy không các bạn? Đó. Và đến cái tiếp theo nữa nha các bạn. Đây, đến cái tiếp theo nữa. Thì đây ấy, thì nó chỉ chúng ta là cục sạc. Đó, sử dụng pin này, thế rồi cục sạc thông minh, cục sạc sử dụng cục sạc thông minh là có nghĩa rằng là sạc điện thoại các bạn. Đó, đây, đó,
duy nhất của cái loại đèn này ấy, từ nào đến giờ tôi mới thấy rằng nó sử dụng một loạt đều bằng tượng hình hết, cho những người không biết tiếng Anh, những cái người mù chữ cũng được nữa, không phải mù tiếng Anh mà mù cả tiếng Việt, có nghĩa rằng ông bà già con nít chưa biết chữ cũng có thể sử dụng được, nhìn dưới đây là biết liền à, cái này là cái gì, tiết kiệm là năng lượng này, cái này là cái gì, cái này là độ sáng cao này, cái này là cái gì, cái này là cái chế độ bảo hành dài này, cái đèn này bền này, vân vân và vân vân đó. Cho nên là bây giờ là người ta không những ở trong bóng đèn mà ở bên ngoài bóng đèn người ta cũng làm là rất như đó đây này, rất chu đáo, phải nói thẳng các bạn vậy. Bây giờ chúng ta rút cái bóng đèn ra hay các bạn coi ở trong nó có những cái gì. Đây. Đó, nó như một cái đèn bình thường thôi. Được bao bọc rất là kỹ lưỡng đây các bạn. Đây. Bao rất kỹ lưỡng. Bây giờ rút ra, đó. Đây, cái đèn nó như thế này đây, một cái đèn chúng ta để sang bên. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? À, nó bỏ xong bên. Một cục sạc. Đây, cục sạc điện thoại. Đó ha. Cục sạc điện thoại để chúng ta cắm vào đây đây, cái lỗ cắm chúng ta đây, chúng ta bẻ lên. Đây, chúng ta cắm vào đây. Đó, nếu như chúng ta sạc chúng ta cắm vào đây. Đây có cái lỗ này, đây, đó, đây. Đó, đây chúng ta cắm vào điện. Nếu như chúng ta xài trong nhà nha các bạn, thì chúng ta cắm vào đây chúng ta sạc 2 tiếng. Cắm vào điện 2 tiếng thì nó đầy. Khi nó đầy ấy, thì cái đèn này ấy, nó sẽ xanh. Còn khi mà pin của chúng ta này chưa đầy thì cái đèn ngoài này nó đỏ. Nó vẫn còn đỏ ha. Nếu mà gần đầy thì nó chuyển sang cái màu hồng hồng ha. Thường thường. Đó. Rồi đến khi mà cái pin ở trong này đầy ấy, thì là nó sẽ là màu xanh. Đó. Cũng xin nói với các bạn rằng đây, đây chúng ta rút cái cục sạc ra. Đó. Nói rằng là cái loại đèn này loại đèn sử dụng năng lượng mặt trời cho các bạn. Đây, đây là cái pin năng lượng mặt trời đây này. Đây, đây, đây. Hình móng ngựa đây. Cái màu đen đen đó các bạn, đây. Nó vòng qua đây, vòng qua đây, vòng qua đây, vòng qua đây. Đó, đây. Vòng qua đây, đây đó. Đó, cái hình móng ngựa đó là pin mặt trời đó các bạn, đây. Tôi quay sát cho các bạn coi. Đó. Và đây là những cái chữ cũng rất nhỏ, những cái loại đèn à, hay các bạn, đây nó sẽ cũng có cái đèn led đây, nó báo cho chúng ta biết rằng là sáng lên thì chúng ta đèn đèn đã hoạt động ha. Bây giờ là chúng ta thử coi ha, đó. Rồi tiếp đến có gì nữa các bạn, đây còn cái này nữa, chúng ta bỏ cái đèn xuống đây, đây đây nữa, còn có cái này nữa, đây là cái remote ha, điều khiển từ xa các bạn. Đó, đây nó có cái điều khiển là mở đây, on đây, off đây bên này, tắt ở bên này. À, ta cũng có sóng wifi nữa nha các bạn. Nhưng mà thực tế ra nó không phải sóng wifi nha các bạn. Nó sử dụng đây bằng cái đèn hồng ngoại này ha. Cũng như là điều khiển từ xa của tivi, điều khiển từ xa của quạt máy đó. Thế còn nguyên lý điều khiển từ xa này thì chúng ta cũng chẳng cần biết ha. Bởi vì nó cũng không phải ai cũng biết được nguyên lý. Nhưng mà sơ sơ là chúng ta hiểu rằng là mỗi khi mà chúng ta mà kích tín hiệu ha, kích tín hiệu thì mắt thu hồng ngoại, cái mắt thu hồng ngoại nha, đây là cái mắt thu, đây là cái máy cái mắt phát hồng ngoại. Còn chút xíu nữa tôi sẽ tháo cái đèn ra cho các bạn thấy là cái mắt thu hồng ngoại như thế nào nha. Đó. Thế khi chúng ta kích tín hiệu đây, ví dụ chúng ta kích tín hiệu, đó, chúng ta bấm như đây một cái là kích tín hiệu, thì cái mắt thu hồng ngoại của cái đèn nó nhận được, nó sẽ điều khiển theo cái ý định của chúng ta mở hay tắt. Thế chúng ta ngoài này chúng ta điều khiển sao thì bên trong có cái mắt thu hồng ngoại nó nhận tín hiệu rồi nó điều khiển một con IC ở trong đó. Thế nó làm cho nó là thực hiện theo đúng ý đồ của chúng ta. Thế bây giờ là tôi sẽ thử bật đèn lên cho các bạn coi coi nó làm sao ha. Đây cái đèn đây, tôi để tít bên này đi. Đây, đó. Bây giờ tôi bật đây là on, đó sáng các bạn, bật cái sáng này, tắt này, tắt là phải ốp, đây, ốp, chúng ta bấm on rồi, bấm lần nữa là cũng không có tác dụng gì hết, đây chúng ta, đây là tôi chỉ trên trời nha các bạn, bởi vì quá gần, theo như nhà sản xuất thì là khoảng cỡ 15 mét,
cái độ xa của cái bộ điều khiển bằng hồng ngoại này nó có thể là được 15 mét. Nó vẽ cái này là có nghĩa là wifi để cho chúng ta hiểu rằng là không cần dây các bạn. Cái bóng đèn chúng ta nó có cái mắt hồng ngoại có thể thu được cái tín hiệu hồng ngoại của cái remote này ha. Bây giờ chúng ta bật lại này ha. Bật lại này sáng này ha. Ốp là tắt rồi ha. Sáng này. Đó. Nó còn có một chế độ nữa nha các bạn. Đây, sáng tối ha. Đó. Đây là sáng nhất này, tối dần nha các bạn. À, đây là chế độ sáng tối này ha các bạn. Đó, tối dần đó. Đó, để tôi bấm cho các bạn. Đó, bây giờ sáng này. Đó, để chút xíu tôi cầm cái bóng lên thì các bạn mới có thể định vị được là nó sáng tối như thế nào. Chứ còn để đây thì không biết được, bởi nó quá gần. Đây, nó còn sáng đây nữa này các bạn. Đấy, 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 mấy cái bóng đèn LED trên nó sáng luôn này ha. Đó, tiếp tục nữa, còn nữa nhỉ, công dụng nữa. Công dụng là nhấp nháy. Đây, đèn nó nhấp nháy đây. Đấy, nó nhấp nháy đó. Thấy không các bạn? Thí dụ như chúng ta để bên ngoài ấy là chúng ta thấy tiếng động tĩnh gì thì chúng ta bấm một cái một. Đó, phải không? Nhấp nháy vậy là bên ngoài thấy cũng là người ta biết rồi, là có nghĩa là trong nhà ta biết là có động tĩnh gì đó ha. Đó, đây, tắt. À không, nếu mà chúng ta cứ bấm nhấp nháy hoài này nó cũng nhấp nháy hoài ha. Chúng ta phải bấm này. Úp, đó nó mới tắt nha. Đó, giờ chúng ta bật lại này. Bật lại này. Và chúng ta có một cái chế độ nữa độc đáo nữa, đó là cái chế độ SOS ha, cảnh báo. Đây, chế độ là cảnh báo này thì nó nhấp nháy chậm hơn đây. Chúng ta bấm này. Đó. Đó, nó nhấp nháy chậm hơn chứ không còn nhanh như thế kia nữa ha. Đó, đây. Thế và chúng ta ngồi trong nhà chúng ta muốn tắt, đây chúng ta tắt. Chúng ta không muốn nó nhấp nháy nữa thì chúng ta bật bình thường thôi, đây. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tắt đây. Đây. Có nghĩa rằng cái loại bóng đèn này là bóng đèn không dây điều khiển từ xa bằng remote. Đấy. Còn nguyên lý điều khiển từ xa thì chúng ta cũng chẳng cần biết. Thế các bạn. À, bởi vì đây chúng ta chỉ mua cái bóng đèn, mua một cặp bóng đèn giá trị nó không lớn. Ha. Nhưng mà nó có nhiều cái điều, nhiều những cái công dụng mà chúng ta rất hữu ích. Thế giờ chúng ta thử coi là cái remote này nó có cái gì. Đó. Tất nhiên nó phải có cục pin rồi. Đó, đây, chúng ta tháo cho coi. Chúng ta tháo cho đâu? Đâu, cái đầu tháo đây. Ở đây, cái đầu tháo đây. Chúng ta tháo cho coi. Đây, nó có cục pin. Ở đó, nó rớt rồi đó. Rớt cục pin đó. À, nó có cục pin. Đây. Đây, thưa các bạn, ở cái remote nó có cục pin 3V đây. Cục pin nút áo này, chà bá này. Đó, đúng rồi, thì phải nó phải có pin thì nó mới tạo nguồn cho cái remote này là hoạt động để phát ra cái tín hiệu hồng ngoại để khống chế và chỉ đạo cái bóng đèn ngoài kia chứ, phải không các bạn? Đó, đây. Đó, lắp cho đây. Cũng đơn giản ha. Không có gì là phức tạp hết. Đây, đó bây giờ chúng tôi sẽ lắp, đó là cái remote ha. Lắp cái cục pin này vào. Đó, phải có nguồn chứ, bất kể một cái bộ phận điện tử nào cũng phải có nguồn thì nó mới hoạt động được. Đó, bây giờ tôi lắp lại rồi ha, lắp lại cái remote này rồi, giờ tôi bật lên cho các bạn coi ha. Đây. On. Úp, tắt đó. Bây giờ tôi mới tháo cái bóng đèn này ra cho các bạn coi ha. Coi bên trong nó là có những cái gì. Thế các bạn. Ha, bên trong của cái bóng đèn này có cái gì. Giờ tôi tháo. Đây thưa các bạn, giờ tôi tháo cái bóng này ra coi. Đây, cái bóng nó cấu tạo như thế này. Không đề bao nhiêu watt hết các bạn. Đây. Nó chỉ như thế này thôi, giờ tôi tháo cái nắp này ra. Đó, đây, nó đây. Đây, nó đơn giản lắm các bạn ơi. Đây, đây chính là cái bóng hồng ngoại đây các bạn. Đây, đó, cái bóng hồng ngoại đây. Đây, nó đây này. Đây là cái bộ phận nhận tín hiệu hồng ngoại ở cái remote đây các bạn. Đó, điều khiển toàn bộ cái bóng này, dù cái bóng này không có dây gì hết. Chúng ta lôi đi y như là một cái đèn pin. Đây tôi sẽ bấm lên. Đây là cái mắt hồng ngoại này ha. Nó phát và cái mắt hồng ngoại này nó nhận. Này các bạn, tôi bấm ha. Này, bấm mở này. Đó. Bấm tắt này. Đó. Bấm nhấp nháy này. Đó. Thế không các bạn? Đó đây.
Đó, để tắt này. Đó. Giờ tháo, chúng ta tháo, tôi sẽ tháo cái bóng này ra cho các bạn coi, coi bên trong nó có cái gì. Tất nhiên là nó có cục pin ha. Nó phải có cục pin rồi. Đó. Và bởi vì đây là cái bộ phận nạp năng lượng mặt trời này đây, nó có đây. Thì nó sẽ nạp cho cái cục pin bên trong của chúng ta. Đây là pin năng lượng này ha. Khi ánh sáng chiếu vô đây thì nó sẽ tạo từ ánh, từ cái ánh sáng thành một lượng điện. Đó, thành một lượng điện để nạp cho cục pin trong này. Thế mà cái cục pin trong này chắc là cũng khủng lắm, bởi vì nó có thể sạc 2 tiếng mà nó xài được 8 tiếng thôi nha các bạn. Bây giờ tôi tháo coi bên trong nó ra làm sao hết các bạn. Đây, đó giờ tôi lấy cái vít tôi tháo ra coi bên trong có gì. Đây thưa các bạn, tôi đã tháo ra đây. Tháo được đây. Rất đơn giản. Cái mạch điện đơn giản lắm, không có gì hết. Bên trong nó chỉ có một cục pin. Đó. Kích cỡ của nó thì như thế này, nhưng mà không có ghi gì hết. Chút xíu tôi sẽ tháo tung ra coi nó là bao nhiêu miliampere giờ. Và một cái mạch nhận tín hiệu. Đây. Đơn giản vậy thôi. Và có một cái đèn hồng ngoại ha, để nhận tín hiệu điều khiển từ remote từ xa. Đó. Và coi như nhiêu bóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cái bóng đèn LED các bạn. Đây. Đó, đây. Nhỏ xíu. Thế nhưng mà rất sáng. Người ta đã ghi rõ ràng là độ quang thông cao mà. Độ sáng cao. Thế bây giờ tôi thử bật. Lấy cái remote này tôi bật lên coi hay sao hay các bạn. Đây. Đấy. Nó sáng như thế này đây. Rất sáng. Và có một cái độ là chúng ta giảm xuống được này. Giảm sáng xuống. Và giảm tăng. Đây. Giảm đây. Chúng ta giảm ha. Giảm sáng xuống này. Đây. Rồi tăng lên này. Đấy. Và đây là nhấp nháy này. Nhấp nháy nhanh. Còn đây là SOS. Đó. Rất tiện lợi các bạn. Đó. Đây. Và cái khoảng cách giữa hai cái đèn này á, đây chúng ta bấm cái này, khoảng cách hai cái đèn này thì khoảng 15 mét thôi. À, theo thông số kỹ thuật thì 15 mét, nhưng mà tôi cũng chưa kiểm nghiệm. Thì chắc chắn là cũng được. Thế tuy nhiên thì cục pin nói sạc 2 giờ, sử dụng được 8 giờ thì tôi còn kiểm nghiệm sau. Thế các bạn, bởi chúng ta chưa mới mua về, chúng ta chưa kiểm nghiệm được. Đấy, tuy nhiên thấy cục pin tôi sẽ tháo ra coi nó là bao nhiêu ampere ha các bạn. Đó, giờ chúng ta tắt đi, tôi sẽ tháo cục pin ra ha các bạn, để coi nó là cục pin gì, bởi vì nó sẽ không ghi gì hết đây này các bạn. Hay của nó là vừa xài ngoài trời được, không cần đây, bởi vì nó có cái hệ thống pin năng lượng nạp cho đây này. Đó, đây đó, nạp vô cục pin này cho nên là nó cũng không cần phải điện đóm gì hết. Đấy, tự động lấy ánh sáng mặt trời để nạp vô thôi. Thải ngoài trời 2 tiếng thì xài được 8 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là chúng ta xài gần như là suốt đêm. Đó. Mà chúng ta không cần điện. Rất là tiện lợi hết các bạn. Mà giá thành thì rất rẻ nha các bạn. 90 ngàn một cái bóng, mà tôi mua một cặp là 180 ngàn. Và tiền chuyên trở Shopee chuyển là 50 ngàn nữa là 253 ngàn đấy chứ các bạn. Có nghĩa là khoảng cỡ 240 gì đó làm được một cặp bóng. Mà mỗi bóng có một cái điều khiển. Đây. Rất là rẻ. Đó. Và trên cái bóng là không có đề nhãn hiệu gì hết nha các bạn. Đây. Chứ là tôi đã nói rồi, tôi chỉ review thôi chứ tôi không quảng cáo cho bất kể một cái nhãn hiệu nào nha các bạn. Đây thì cái mặt này thì cũng không phải bình thường nha các bạn. Nếu như chúng ta lắp cái này vô thì ánh sáng lại sẽ dịu hơn và sáng hơn nữa nha các bạn. Sáng dễ chịu. Còn chúng ta mà tháo cái này ra thì cái ánh sáng là nghe nó rất là chói ha các bạn. Đó. Và cái này là bằng mũ dẻo như thế này là cũng rất là bền đây này. Chịu được mưa nắng này các bạn. Đó. Đó thì hôm nay tôi xin... review cùng các bạn một cặp. Thì tôi mua một cặp nha các bạn. Đây, đây còn một cái bóng là chưa tháo ra này. Đây, một cặp là 240 ngàn tính chẵn vậy đó. Rất là rẻ, về đến tận tay luôn nha các bạn. Đó,
ở trên Shopee các bạn. Đó, thế thì tôi không quảng cáo nhãn hàng nào, tôi chỉ thấy một cái bóng, tất nhiên là bóng này sản xuất lâu rồi nhưng mà về tay tôi là mới, thì tôi nói là mới ha. Chứ nó là sản xuất chắc chắn là cũng lâu lắm rồi. Thế rồi vậy thôi, xin chào các bạn. À chưa, để tôi còn tháo cục pin ra cho các bạn coi nữa ha các bạn. Đây, chưa. Đó, coi cục pin này là bao nhiêu miliampe giờ ha các bạn. Để tôi nạy xuống tôi coi bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ đoán được ra ngay là khi sạc đầy cái bóng đèn này thì chúng ta sử dụng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đây thưa các bạn, sau một hồi nạy ra thì đây, tôi đã lôi được cục pin này ra đây. Đó. Đây, nhìn rất thân quen nha. Nhưng mà nó, đây. Nó có cái ký hiệu này là đây. Là ZI1. Đây. 1800 mAh. Đó, đây. Rõ ràng là 1800 mAh ha. ZI1 1000. Đây, cho nó rõ này, các bạn rõ rồi ha. 1800. Đấy, nghe rõ chưa? 1800 mAh. Đó, vậy chúng ta đã rõ. Khi mà sạc đầy cái cục pin này thì chúng ta xài 24 cái bóng đèn LED ha, thì được 8 tiếng đồng hồ. Đó. Theo nhà sản xuất thông báo ở trên cái chỗ chỉ tiêu kỹ thuật nó như vậy ha các bạn. Đó. Mà tôi mua 2 cái. Đó, bây giờ thôi tôi lắp lại ha các bạn. Đây thưa các bạn, tôi mua 2 cái bóng đây. À, đó. Và 2 cái remote đây. Đấy. Mỗi bóng một remote và 2 cục sạc. Đây. Cục sạc đây, một cục. 2 cục đó. Đó. Có cái hay nữa mà tôi muốn review cùng các bạn dày. Nhà sản xuất 100 cái bóng, 1000 cái bóng thì mình điều khiển bằng một cái remote thì đều được hết các bạn. Chứ không phải là mỗi, dù cho chúng ta mỗi cái bóng một cái remote điều khiển từ xa, thế nhưng mà chúng đều là chung nhau một cái tần số, nói vậy cho nó dễ hiểu nha các bạn. Đây. Tôi bật một cái là 2 cái bóng này đều sáng hết đây nha các bạn. Đây, đó. Đó, nhấp nháy luôn. Đấy, cả 2 cái bóng đều như vậy hết. Đó. Nhấp nháy cũng rất đồng điệu nha các bạn. Đó, bởi vì nó đã được thiết lập cái con nó gọi lấy con hồng ngoại á các bạn. Con hồng ngoại nhận á, nó thiết lập là như nhau hết rồi các bạn, đã thấy không? Khi mà chúng ta điều khiển đây, chúng ta tắt. Đây, tắt hết các bạn. Tắt, đó. Bây giờ chỉ còn một cái test nữa là test cái độ xa thôi các bạn. Test cái độ xa coi bao nhiêu thôi. Bây giờ tôi test luôn cho các bạn, hay các bạn. Đó. Đi ra tít ngoài kia tôi test, hay các bạn. Để coi như là nó được bao nhiêu mét, hay các bạn. Đây. Đây thưa các bạn, giờ bắt đầu tôi bật lên các bạn coi ha. Đây, đó, đây, giờ mút rồi. Bật cả 2 bóng đèn. Coi là cái độ xa nó bao nhiêu. Đây tôi để ngoài cổng vậy thôi nha các bạn. Đó. Coi xem là nó có được khoảng 15-20 mét không. Đây là 10 mét đây các bạn. Tắt nha các bạn. Đó, 10 mét tắt ngon lành. Bật lên. Bật lên. Đó, đây. Quá tuyệt vời các bạn. Đó. Đây. Đây là 18 mét. Ha. Từ cổng nhà tôi đến đây 18 mét. 20 mét luôn nha các bạn. Đây 20 mét đây các bạn. Đây. Mở tắt. Này. Mở sáng. Nhấp nháy này. Đó. Đây đúng 20 mét nha các bạn. Sáng. Sáng. Rồi. Tắt. Sáng. Đúng 20 mét các bạn. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Rồi.